Hello cả nhà đang coi YouTube ha. Thì sẵn trên đường đi làm DoorDash về rồi á, thì mình cũng muốn có chia sẻ chuyện mà nói chung là chuyện vu vơ rồi mọi người. Thì mình nói giống như là chuyện ở đời ha. Thì có nhiều khi mình gặp phải và có mọi nhiều khi mọi người sẽ gặp phải trong cuộc sống của mình. Tại sao mình làm này để mình nói lên cho mọi người hiểu là cái suy nghĩ của mình nó ra làm sao và như thế nào. Thì mọi người biết nói về cái vấn đề này là mình nói về dạng mà làm YouTube ha, rồi mình chỉ dẫn vào cái chuyện mà K1 visa nữa ha, và chuyện mà tiện tìm bạn kiếm bạn nữa ha. Thì dạo gần đây á, là ở dạng là mình muốn lại chỉ cho những cái người mà đang muốn làm YouTube kiếm tiền, và mình cũng muốn chỉ cho những người đi làm DoorDash ở xứ Mỹ này mới qua để kiếm tiền. Thì đa phần mình biết là mình chỉ rồi mọi người. Tại sao mọi người biết không? Tại vì mình biết là họ cũng giống như mình, qua mà không có tiền, ở trong nhà thế này thế kia thế nọ, nó rất là bực bội. Nên là mình muốn chỉ mọi người để mà làm tốt hơn. Cũng giống như là mình làm gì K1 visa, khi mình biết cái gì á, mình cũng chỉ mọi người mà, mình chỉ hết. Tại vì mình biết là cái đồng tiền ở đây nó kiếm rất là khó, và nó không dễ kiếm. Và để kiếm 1.000 đô, 2.000 đô á, để trả cho luật sư này kia nọ, thì mình thấy là nó hơi bị phí. Có nhiều người trả nhiều hơn nữa mọi người, có nhiều người trả nhiều hơn nữa, nên là mình thấy á, thôi những cái gì mình biết á, mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người, mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người để mà mọi người có thể làm không tốn nhiều tiền và có thể tiết kiệm tiền được mà qua xứ Mỹ. Tại vì sao? Tại vì mình ở đang ở Mỹ rồi, mình cảm thấy là kiếm tiền ở Mỹ á nó không dễ dàng, kiếm có nhưng mà nó không dễ dàng, cái công sức mình bỏ ra cũng rất là nhiều. Nên là mình tiết kiệm được phần nào thì mình tiết kiệm, nên là chuyện mình làm visa là mình đã chỉ mọi người làm. Có nhiều người không tốn một đồng bạc để đi qua xứ Mỹ này luôn mà mọi người, không tốn một đồng bạc để đi qua xứ Mỹ này mà khi làm K1 visa không tốn gì hết á. Tại tùy thôi mọi người đó, nếu mà chịu làm, chịu khó, chịu học hỏi á, thì làm vẫn được hết. Tại vì Sơn đã làm rồi, từ K1 visa đến Việt Nam, và hiện tại là Sơn đã ở Mỹ và Sơn có thẻ xanh rồi. Rồi thi bằng quốc tịch nữa, để bữa nào Sơn nói vụ quốc tịch. Và cái quốc tịch của Sơn là Sơn nộp 2 lần mà bị trả về luôn nha mọi người. Và Sơn phải thử để có kinh nghiệm để làm gì, để chỉ cho mọi người, để chỉ cho bà con cô bác làm sao đỡ tốn tiền thôi. Và Sơn nói với mình là không bao giờ Sơn tốn tiền cho những cái dịch vụ thế này thế kia nọ. Thì mình biết là có nhiều người không hiểu về tiếng Anh nhiều, có nhiều người không biết nhiều về cái vấn đề mà làm giấy tờ tiếng Anh mà yếu kém, thì ok mình nhờ đi mọi người, mình nhờ đi, nhờ để cho người ta khỏe. Nếu mà mình có tiền mình nhờ đi, để mình không biết người ta sẽ chỉ cho mình làm cho nó nhanh hơn, lẹ hơn. Còn mình là một người biết làm, mình là một người chịu làm, mình một người chịu khó học, thì hãy nên học và làm ha. Thì để mình nói cái chuyện nhiều khi mình thấy cũng mắc cười á, có nhiều người á đi qua đây đã coi mình từ bên Việt Nam luôn, mình biết luôn mà, mình nói chuyện khá là nhiều người. Tại vì sao? Tại cái mục đích của mình làm cái kênh YouTube này là mình muốn chia sẻ những cái gì mình biết, những cái kinh nghiệm của mình biết cho những người đi sau, những người qua sau. Cho dù qua trước mà chưa biết Sơn cũng chia sẻ luôn. Đó là mục tiêu, tiêu chí của mình. Hồi đó mình làm YouTube không có nghĩ là phải kiếm ra tiền, và cũng không biết nó kiếm ra tiền được mọi người. Nên mình chỉ mà mình rảnh lắm, mình chỉ hết mình luôn. Và mình cũng muốn tìm bạn nữa, mình cũng muốn gặp bạn những cái người qua đây xứ Mỹ giống như mình. Tại vì xứ này không phải Việt Nam, gặp người Mỹ nhiều, Việt Nam rất là khó. Và không có bạn chơi ở trong nhà nó rất là buồn, thì cái buồn miệng mà nó thúi miệng luôn mọi người, ta đâu ai nói chuyện tới mình đâu. Nên là chính vì thế là mình muốn lập ra cái kênh YouTube đó để mình làm là những mục tiêu đó đó. Thì K1 visa thì ai qua đây mà những cái diện mà K1 visa mà không dòm ngó kênh YouTube của Sơn, mình xin hứa luôn á, những người mà qua đây theo diện K1 visa có một ai mà không biết cái kênh của Sơn thì chỉ cho Sơn biết đi, thì có nhiều người sẽ cũng coi ngó. Tại vì nói về phần K1 visa là chỉ có bạn Bích Sơn á, là bạn nói từ đầu đến đích rồi, bạn nói có bài bản, bạn nói là cái quá trình đi tới đâu, có nhiều người người ta được coi nhiều nhưng mà người ta chỉ nói xăng vô, nói dở bờ thôi, không có A B C D gì á. Còn Sơn là sao? Nói có mở bài, thân bài và kết luận. Tuy là Sơn học văn rất là dở nhưng mà Sơn sẽ chỉ cho mọi người cái bước nào tới, cái bước nào cần tránh, cái bước nào cần học hỏi, Sơn chỉ cho nó chưa. Thì vô mỗi người là mỗi trường hợp, nên lụm nhặt lẫn nhau thôi. Nghĩa là nhiều khi mình có điểm này người ta không có thì có điểm khác, đừng đòi hỏi giống người ta. Người ta có đi du lịch mình không đi du lịch, người ta có đám cưới mình không đám cưới, chuyện bình thường thôi.
mỗi người là mỗi vẻ, đừng có bắt chước giống ai, miễn mà mình có người để rước mình qua Mỹ theo diện K-1 visa hay diện vợ chồng là ok rồi. Mình cứ tìm hiểu làm cho bằng được thôi, đừng đòi hỏi giống ai hết. Thì qua đó thì mình cũng có cơ hội visa đó, mình cũng có cơ hội biết nhiều người và cũng làm quen với nhiều người, cũng chơi nhiều người, cũng gặp nhiều người và cũng không chơi với nhiều người. Tại sao? Cái duyên họ đến với mình đó là họ hỏi vấn đề của họ, rồi khi mình biết họ, mình nói chuyện với họ thế này thế kia thế nọ, mình có thể là làm bạn với họ. Nhưng mà chơi sâu hơn thì mỗi người mỗi nét. Sơn không nói là Sơn giỏi nha, Sơn không nói là Sơn hay văn đi ngạ, Sơn Sơn không nhân vô thập toàn. Mà có nhiều khi á, mình cái điểm này của người ta mình không thích, rồi người ta không thích điểm này của mình thì chuyện bình thường thôi, đâu có không chơi thì thôi, chuyện bình thường. Nhưng mà mình biết thừa những người mà không thích Sơn rồi đúng không, càng không thích Sơn á thì vẫn còn coi YouTube của Sơn và phải ngồi đó coi Sơn, coi con Sơn dạo này làm gì vậy. Nhưng Sơn tại vì dù gì cũng biết Sơn mà, có nhiều khi họ bận bịu họ không coi thôi, nhưng mà kiểu có thời gian rảnh rỗi cũng là dòm dòm ngó ngó con Sơn nay ăn gì, con Sơn nay nói gì vậy, bận thôi đúng không. Những ai mà đã qua từng biết Sơn rồi thì phải biết điều đó ha, thì chuyện bình thường thôi. Sơn đã chỉ rồi, mà mình biết là một mình chỉ, mình chính xác là mình chỉ từ A đến Á, ai hỏi mình cũng chỉ á. Có cái thời gian á, mà Sơn bị khủng hoảng tâm lý của Sơn á. Sơn có nhiều người hỏi Sơn mà Sơn không có trả lời nha mọi người, mà Sơn cũng cảm thấy là mình rất là khó chịu. Tại sao người ta đang cần mình, người ta muốn hỏi mình mà mình không trả lời được cho họ, mình cảm thấy là nó bực bội trong mình lắm, mình cũng không có dễ chịu gì á. Nhưng mà cái chuyện của mình chưa xong á, thì mình cũng không có rảnh đâu mà giải quyết cho thiên hạ đúng không mọi người, mình đâu có rảnh đâu trả lời. Nhưng mà khi mọi chuyện ổn định rồi á, thì mình cũng sẽ trả lời trả vốn cho mọi người hết. Tại sao? Tại vì cái cách mà Sơn là muốn làm, mà Sơn muốn chia sẻ mà mọi người, nên là Sơn chỉ mọi người hết mình khi mà Sơn có thời gian, có khả năng và thế này thế kia thế nọ. Mà nhiều khi á, chuyện ở đời nó mắc cười lắm mọi người. Người ta có thể á, trả 1.000 đô cho luật sư, trả vài trăm cho luật sư, người ta có thể lấy tiền túi trả cho luật sư, người ta không hỏi luật sư, mà người ta trái lại người ta lại hỏi mình nha. Bởi vì tại sao, tại sao những cái người mà vô nói chuyện với Sơn là Sơn hỏi là có luật sư hay không, tại sao Sơn hỏi có luật sư hay không, thì có luật sư rồi bạn đi kiếm luật sư hỏi đi. Tại sao bạn hỏi mình mà nhiều khi cũng mắc cười á, tại vì mọi người biết không, luật sư nó lấy tiền thì mọi người phải phải bóc lột nó chứ, phải hốt cốt nó chứ, mọi người cần cái gì thì nó phải trả lời cho mọi người chứ. Tại vì Sơn nhiều khi đâu có thời gian đâu, Sơn chỉ hướng dẫn cho những người mà người ta không biết, người ta tự làm thì Sơn mới chỉ thôi. Chứ có luật sư mà mọi người không hỏi được luật sư nữa, mà mọi người cứ là hỏi Sơn không à. Nhiều khi Sơn thấy cũng mắc cười gì đâu á, sẽ chấp nhận là những cái người luật sư đó người ta không không trả lời trả vốn cho những cái người mà cái khách hàng của họ, thì họ hỏi Sơn cũng là đúng, chuyện đó đúng. Sơn cũng giải thích cho họ biết họ thế này thế kia thế nọ để làm gì, cái tiêu chí để làm gì vậy mọi người, mà Sơn chỉ cho mọi người để được làm gì vậy mọi người. Cái mục đích chính của Sơn lại làm gì là gì à? Là YouTube hả mọi người, là kiếm tiền từ YouTube đúng không, đúng không? Cái mục đích chính nó là gì, mọi người phải nhìn nhận sâu sắc vấn đề nha. Cái mục đích chính đó là mình muốn giúp mọi người thôi. Tại sao, tại sao mình muốn giúp mọi người? Tại vì ấy, cuộc sống mà mọi người sống đâu có biết là ngày mai nó sẽ ra sao. Nếu mà hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình sẽ làm gì? Nên là mình có thể là giúp người ta, mình giúp được mình giúp đi mọi người. Mình đừng sống cái kiểu mà dạng nó nghĩ biết mình không mà không biết thiên hạ. Có nhiều người như vậy đó, người ta hỏi mình lấy được lấy để rồi, rồi đến ngày sao mọi người, đến 10 ngày họ lấy được visa, họ đi qua Mỹ và họ không bao giờ hỏi mình á, là nói lại ừ em đi Mỹ thế này thế kia hay chị đi Mỹ thế này thế kia, họ không bao giờ nói mình tiếng. Nhưng đến một ngày á, trời xui đất xui á, cái vấn đề mà họ gặp phải đó là thẻ xanh, họ lại quay lại họ hỏi mình. Và mọi người có biết không, rất là nhiều nick nói chuyện với Sơn nha, nhưng mà những người đã nói chuyện với Sơn qua Sơn rồi á, mà mọi người nói lại đi, tuy là Sơn không nhớ rõ nhưng mà nhắc lại và dòm những hình ảnh cũ lại là Sơn biết người đó là ai, đã nói chuyện như thế nào rồi, Sơn vẫn còn nhớ nha. Và họ quay lại với mình để họ hỏi mình tiếp. Thì hỏi ơi, chuyện ở đời mọi người ơi, họ đã thể hiện cho mình thấy là họ là một cái người không biết điều. Tại sao không biết điều là tại sao? Khi mình đã giống như là mình là chỉ họ, giống như là trách nhiệm của mình vậy đó, giống như là họ trả tiền cho mình, họ phải làm gì điều đó, giống như làm YouTube là phải trả lời nó, làm là phải có trách nhiệm với đó đó.
tại vì mình thích làm thôi nha mọi người. Chứ thật ra là mình không có cái nhiệm vụ mà cái kiểu mà mọi người nghĩ là mọi người hỏi là mình phải trả lời nha, không. Nhưng mà tại vì mình thích làm là mình trả lời thôi, mình thích làm điều đó mình trả lời thôi, chứ không có cái nghĩa lý mà mọi người vô cái thế là mọi người hỏi là mình trả lời nha. Rồi cái bạn đó đã qua xứ Mỹ rồi, xui xui đất sụi cái bạn đó trở lại gặp mình và hỏi về vấn đề thẻ xanh thì mắc cười quá mọi người ơi. Mình biết bạn đó đã từng nói chuyện với mình, bạn đó đã từng nhắn tin hỏi mình, bạn đó đã được mình chỉ để mà hiểu biết thêm để mà lấy được K1 visa đi Mỹ á mọi người. Qua tới Mỹ rồi, trước khi đi cũng đâu nói tới tới cái mặt hào của mình đâu, đâu có nói chuyện đâu, mà đến nỗi một cục kẹo mà không cho mình luôn á mọi người. Mình không có cần cục kẹo đó đâu, nhưng mà mình chỉ cần là những người người ta có thể hiện là người ta biết mình không, chuyện đó thôi. Chứ còn mấy cục kẹo xin có tiền xin mua ăn, mà ở xứ này xin cũng có nữa. Nói ở đây không phải là kể công, mà nói ở đây là chuyện ở đời. Chuyện ở đời nha mọi người, là mọi người sẽ gặp đâu đó trong cuộc sống. Thì mọi người cứ comment bên dưới cho mọi người có gặp trong cuộc sống không. Không phải kể công kể ơn đây, nhưng mà mình kể ra là mình làm cái gì, là những người đó lại quay lại mình, những người đó lại quay lại mình hỏi chị ơi em qua Mỹ rồi chị, mà giờ em có một chút xíu vấn đề về thẻ xanh này chị, em hỏi chị được không. Mình trả lời ủa vậy hả em, vậy hả em muốn hỏi gì chị nữa em rảnh quá em biến giùm chị nha. Tại sao? Tại vì chị đã thấy được em là một cái con người như thế nào rồi, em không có biết điều. Tại sao? Khi em qua được Mỹ, em cầm visa qua được Mỹ, em có nhớ cái tới cái mặt hào của chị không? Ồ em bận quá chị ơi, thế này thế kia thế nọ, ôi thế này thế kia nọ. Chuyện đó của em, nhưng mà chuyện của chị là em đã show cái mặt em cho chị biết là em là một con người như thế nào rồi. Thì trong cuộc đời của chị nói chị rất là ngu, chị ngu hơn thiên hạ đó. Một cái là chị muốn kiếm bạn, chị muốn tìm bạn, chị muốn chia sẻ, chị muốn giúp đỡ, chị sẵn sàng chấp nhận nha. Để tìm những người đó thì mình phải chấp nhận ra, có nhiều khi mình ngu mà mình cũng phải chấp nhận, nên chị chịu ngu một lần thôi để chị biết em là ai. Khi mà những người đó họ không biết ơn rồi, họ quay lại họ hỏi mình một lần nữa thẻ xanh, bà mẹ Việt Nam anh hùng ơi, không có chuyện đó đâu nha bạn. Bạn mơ mà bạn hỏi được mình một cái vấn đề gì mà cọng rơm cỏ rác nữa, mình chia sẻ trên internet là bạn coi được thì coi thôi. Chứ còn mà dạng mà bạn hỏi mình được ra cái gì nữa mình chết liền. Tại sao? Tại mình quy định với bản thân mình rồi, mình sống có lực. Tại vì mình đã nói là mình chỉ cho mình ngu một lần thôi, ngu duy nhất một lần thôi. Nếu mà mình lại tiếp tục dành thời gian cho bạn nữa, mình không dành thời gian cho gia đình mình không dành thời gian cho chồng mình, mà mình ngồi đó mình trả lời tin nhắn của bạn, bạn hỏi mình trả lời, đó là mình ngu tập 2. Mình ngu tập 2 đúng không bạn? Hả? Thì mình không bao giờ cho phép mình ngu tập 2. Nên là bạn biến giùm mình đi, bạn biến ra khỏi giùm mình đi. Mình không bao giờ mà nói chuyện với bạn là bạn đó xách dép biến liền mọi người. Tại sao? Mình thể hiện liền. Tại vì chuyện ở đời là như vậy đó, mình chỉ ngu một lần thôi, mình không cho bản thân mình ngu lần hai. Dễ gì mà mình ngu lần hai, mình không dễ gì mình ngu lần hai. Tại lần đầu mình học ngu rồi, làm gì có cơ hội ngu lần hai. Đã lần đầu mình học ngu, mình biết cái con người đó người ta sao rồi, lẽ gì mình ngu lần hai, đúng không mọi người? Chuyện ở đời nó là vậy. Cái thêm nữa là làm YouTube thì thật sự mọi người ơi, mình cũng muốn là những chị em qua đây xứ Mỹ ai muốn làm YouTube thì mình cũng hướng dẫn thôi. Mình học của ông thầy Dương Trung Hiếu, ổng dạy mình, ổng đâu có lấy tiền, thì đương nhiên cái trách nhiệm của mình là mình dạy lại, và mình cũng đâu có lấy tiền ai đâu mọi người. Mình không có lấy tiền ai hết trơn á, cũng kết bạn bè thế này thế kia nọ. Rồi nhiều khi á, cái tính mình á mọi người, cái tính mình là thật sự á, mình là một người nghiêm túc. Thì có nhiều người nói là không ai đào ra cái tính giống như Sơn. Ồ thì mình biết điều đó, và mình cũng không giống ai, mà cũng mọi người không ai giống mình. Nhưng mà khi vô cái chỗ mà làm YouTube đó mọi người, là mọi người vô chung một cái nhóm, là mọi người làm chung một cái công việc với nhau. Thì Sơn đã đi qua cái công việc này rồi, Sơn biết rồi, đi trước rồi, Sơn cũng có chút kinh nghiệm là phải làm sao, làm ra thế nào để mà nó lên, để người ta biết tới mình thế này thế kia thế nọ, mình chỉ là mọi người. Nhưng mọi người, cái thái độ mọi người á, nhiều khi nó không có nghiêm túc với cái chuyện mình làm á. Thì có nhiều khi á, mình nói để cho mọi người làm thôi, nói để mọi người làm, để mọi người làm ra làm ngô làm khoai, còn không làm thì thôi. Mọi người không làm thì thôi, lại hồn em mà dám ép mọi người, em dãy đành đạch, em ép liền á mọi người.
Không hề. Tự nhiên người ta không muốn làm mà mình ép người ta để làm gì? Để được cái gì vậy mọi người? Mình đâu có ăn giọng gì đâu. Nếu mà mọi người làm Nu Skin á, mọi người thành công á thì Sơn có tiền thì cảm thấy ok, mình đẩy mọi người. Còn mọi người làm YouTube á, mọi người thành công mà Sơn được cái gì? À, mọi người nói là Sơn được cái tiếng, à, thế này thế kia thế tiếng, tiếng ăn được gì trong đây? Rồi trong khi đó à, được bạn thế này thế kia chưa hẳn đâu mọi người. Tại vì chuyện ở đời á, là có nhiều người á, người ta nghĩ cho bản thân người ta nhiều hơn là nghĩ cho người khác. À, và chuyện ở đời á, là người á, con người mình á, người ta thích nhận hơn là đi cho. Mọi người biết không? Người ta thích nhận hơn là đi cho. Mọi người cảm giác gì không? Ơ chị, đây nè, ví dụ nè. Chị ơi em muốn làm cái này chị giúp giùm em ha. Chị ơi em muốn thế này nè chị em không biết cái này nè chị ơi chị chỉ giùm em chị. Đó là người ta muốn nhận đó mọi người. Người ta muốn nhận đó, người ta đâu có chưa cho gì chứ. Còn mình là một đứa làm sao? Mình thích đi cho. Mình thích đi cho mọi người. Tại vì mình là một đứa mình đã nói rồi, mình không thèm số đông. Người ta đi đi nhận thì mình sẽ là người đi cho. Mình thi theo cái hướng số ít. Đó mọi người mình thấy không? Mọi người đi, mình sẽ đi cho những người ta bằng cái kiến thức của mình cho người ta những sự hiểu biết của mình cho người ta những cái gì mình biết, mình cho những cái kinh nghiệm của mình. À, mình cho hết á. Thì ai nhận được nhận, ai làm được làm, mà không được làm thôi. Thì mình đã nói đâu đó, đó là mình dẹp cái nhóm YouTube của mình luôn mà. Tại sao mình dẹp? Là tại vì mình cảm thấy là những người trong đây á, đã cùng chung với cái tuyến của mình là làm YouTube á, họ họ thể hiện với mình là đối với là mình phải nói là họ không xứng đáng để mình chỉ nữa. Tại sao? Tại vì khi mà mình gặp một cái vấn đề gì á, mình đưa lên á, thì không ai bảo vệ mình hết trơn á. Tại vì mình cảm thấy là mọi người có biết không, thì mình cũng hiểu cái cảm giác là mọi người khuyên mình là thôi bỏ đi Sơn, đừng thế này thế kia, đừng hơn thua thế này thế kia thế nọ. Thì mình cũng hiểu mọi người ơi, cái kênh YouTube là từ một mình đi ra, một mình cũng có thể hơn thua, một mình cũng có thể đấu đá. Nhưng mà mình chẳng qua mình đưa lên cho những người ở trong nhóm biết, cho chị em anh em trong nhóm biết, để biết là sao, để nhìn thấy thái độ của mọi người khi mà cái sự việc xảy ra. Khi mà một cái sự việc xảy ra chỉ là người ta chửi mình là nhỏ nhỏ thôi, bé bé thôi, mà mình thấy không ai đứng về phía mình, thì mình thấy không ai đứng về phía mình. Nóng quá. Ủa vậy tại sao mình phải chỉ cho mọi người? Tại vì mọi người không chung phe với mình, không có nghĩa là không cùng cùng lui cùng tiến với mình. Mình đâu có cần mọi người phải vô chửi người ta đâu, mình đâu có cần mọi người phải hơn thua người ta đâu. Nhưng mà cái thái độ của mọi người ra là mình biết mọi người đang muốn cái gì như thế nào. À, mọi người có công việc bận thế này thế kia thế đó, chuyện nó có mọi người có biết là hồi xưa mà ông thầy Dương Trung Hiếu mà ông livestream á, mà thằng nào mà chửi ổng á là Sơn chửi thằng đó đó. Tại sao? Tại vì á, mình binh cái người mà đang chỉ cái kiến thức cho mình là thầy giáo của mình mà nó vô nó chửi như vậy á, mọi người có chịu được không? Như giống như mọi người thờ ơ vậy, nếu mà người ta chửi cha mắng mẹ mình á, người ta chửi thầy mình, chửi bạn mình là mình làm lơ luôn đúng không? Thì đó, cái hình dung đi mọi người thấy đi, cái con đường YouTube mình đang tạo ra là mình cùng tiến cùng thủ giống như anh em trong gia đình mà. Mình chỉ mọi người, chỉ mọi người sạch sành sạch, mọi chỉ mọi người sát sành sạch hết luôn á, để mọi người làm ra tốt. Để mọi người làm gì? Để có thêm thu nhập, thế này cuộc sống vui hơn. Mà Sơn cũng có được bạn được hơn. Nhưng mà mọi người đang thể hiện là chuyện ở đời, mọi người chỉ lo cho mọi người thôi, mọi người không nghĩ đến người khác á. Thì đến một ngày Sơn ích kỷ nè mọi người, Sơn nghĩ đến bản thân của mình và Sơn không thèm chỉ mọi người luôn. Tại sao? Thì Sơn sống ích kỷ lại, tại sao Sơn phải chỉ cho người ta? Mà trong khi Sơn gặp cái vấn đề người ta chửi Sơn như một con thú vậy đó, đúng không? Chửi Sơn như một con thú, chửi Sơn thậm tệ thế này thế kia, mà chả có ai giơ tay giơ chân lên nói một cái gì á. Ủa gì Sơn lập nhóm làm gì? Và Sơn nói cho mọi người biết nha, làm YouTube mà mọi người không có nhóm á, khi mọi người lên cao á mọi người sẽ biết nha, người ta chửi mọi người sẽ bị stress, mọi người sẽ bị căng thẳng thần kinh như thế nào. Và những lúc đó đó mình hy vọng là mọi người để lên cao đi, để bị người ta chửi đi, rồi mọi người lúc đó mọi người nhịn nha, mình cũng hy vọng là như vậy. Và có một cái bạn kênh là Sukudu gì đó, là bạn đó hồi xưa đó, khi mà mình bị chửi á, bạn quay qua bạn nói sao? Bạn bị chửi bạn phải coi cái mặt bạn lại, bạn phải coi lại bản thân mình là tại sao mình bị chửi. Cũng đúng, nhưng mà không đúng ở chỗ là bạn này không có hiểu bên trong YouTube là gì. Nó có những cái thằng vớ va vớ vẩn gách nát á, nó vô nó chửi mình, cho dù nó không thấy được gì, nó nhìn thấy cái mặt mình không đỡ ghét nó chửi. Ủa vậy là mình phải nhìn lại bản thân đúng không? Và mình chúc bạn đó cái kênh phát triển,
để mà có nhiều người chửi bạn đó, để bạn đó soi lại bản thân mình cũng chúc bạn đó dạo vậy đó. Và bây giờ kênh bạn đó rất là lớn, và bạn đó lại nói với mình là hồi xưa thế này thế kia thế nọ, mình cũng quăng cục lơ, quăng cái bơ với cái cơ, là những cái gì mà bạn đó thể hiện ra mình thấy á, chơi không vô. Tại sao bạn không hiểu mà bạn đi lại là bạn nói mình, đúng không? Đúng không? Có nghĩa là mình ok, mình bỏ qua, mình không chấp bạn này. Bạn này cũng từ đầu biết chơi với Sơn, vô nhóm của Sơn, biết tính tình của Sơn mà, biết tính tình của Sơn, biết Sơn sao mà, tại sao mà phải nói những cái câu đó, đúng không mọi người? Thì đương nhiên một cái vấn đề xảy ra gì đó, mọi người phải nghe hiểu rồi sau đó thông cảm nó nghe mọi người. Phải nghe hiểu thông cảm, đừng ở đó mà có nghĩa là nói những cái gì mình nói là nó đã đúng hết, thì mình hy vọng bạn đó lên để mà người ta chửi đó, mình cũng muốn bạn đó lên mà, thì cuối cùng bạn đó lên gầm gộ mà mọi người. Bởi vì chuyện ở đời đó là mình là như vậy đó, mình cảm thấy là người ta không nghiêm túc, người ta không có ấy thì mọi người đi ra đi, đi vô làm gì thì vẫn về với công việc bình thường của mọi người đi, ai kêu mọi người làm đâu. Cái tính Sơn thì hơn là tính nóng tính á, Sơn chỉ muốn mọi người làm là làm cho ra cho ngô cho khoai thôi, chứ không có một cái ác ý gì ở đây chứ. Sơn nói với mọi người là Sơn không có một cái ác ý gì mà để mà dành ăn hay thế này thế kia thế nọ hay được lợi gì mình, hoàn toàn Sơn không có lợi. Thì mọi người trong nhóm đó, mọi người biết Sơn, mọi người cứ cho nhận xét đi. Còn những người nào mà cảm thấy Sơn là một cái người quá đáng, đẩy người ta thế này thế kia thế nọ, thì mọi người đó là những người đã ra đi rồi, đã ra đi rồi. Tại sao những người đó không có hiểu mình, bằng người ta là cảm thấy là mình thế này thế kia thế nọ, người ta đã ra đi rồi, chuyện đó cũng bình thường thôi. Tại thứ nhất là người ta không hiểu mình, hay là mình cũng không hiểu người ta, chuyện nó không trách được. Nhưng mà nếu mà nói tóm lại, mình phải hiểu cái vấn đề. Ok, có nhiều khi là Sơn hiểu bản thân mình à, người ta không muốn làm mà Sơn lại muốn người ta làm á, cái sai của Sơn là như vậy nữa. Người ta mình không muốn làm, ok, bây giờ mình cảm thấy là ai muốn làm thôi, chuyện bình thường. Có nghĩa là khi đã vô nhóm rồi phải làm, còn không làm thì thôi thì đi ra, tại vì bạn vô nhóm rồi nên mình dòm ngó tới bạn. Chứ còn bạn không vô nhóm mơ mà mình dòm ngó đi bạn, mình không có rảnh, mình bận lắm, mình có nhiều không có giờ thời gian, mình phải chăm sóc chồng ở thế này thế kia, mình phải bán hàng nữa. Nên là bạn vô nhóm rồi là Sơn buộc lòng phải coi kênh YouTube của bạn. Mọi người có biết không, trên mặt bằng YouTube đó Sơn ít có coi ai lắm. Sơn coi những người thành công giống như là anh Tài Dương, rồi Sơn coi Sơn những cái người đó giống như là Dan Lok, là những người đó Sơn coi thôi. Còn những người khác á, Sơn hiếm coi lắm. Có nghĩa là Sơn chỉ coi khi mà ủng hộ bạn, Sơn chỉ coi khi là chúng ta là bạn bè thôi. Còn buông ra rồi á, bạn không phải là bạn của mình nữa, bạn không cùng đi chí tướng với mình á, Sơn đâu có coi đâu mọi người, Sơn làm biếng coi lắm. Vì sao? Những cái gì bạn nói, những cái gì bạn làm á, Sơn biết hết trơn mà, Sơn đâu có cần coi đâu. Sơn chỉ coi những cái người đó thì để học thêm học hỏi thôi. Thì đây là cái chuyện mà chuyện ở đời mình muốn kể cho mọi người biết để mà hiểu thông cảm. Tại sao Sơn làm như vậy và hiểu thông cảm, tại sao bạn làm như vậy là tại vì bạn không hiểu Sơn và Sơn cũng không hiểu bạn. Đó là chúng ta sẽ xa nhau thôi, chuyện đó chúng ta sẽ xa nhau thôi. Đó là cái duyên mình gặp được rồi, đó là cái duyên. Sơn đã giao duyên ra rồi, Sơn đã làm những cái video rồi, Sơn biết là Sơn muốn kiếm bạn, Sơn muốn tìm bạn, thì mình đã gặp nhau trong phút chốc đó rồi. Nếu mà về sau mình không gặp nữa thì chuyện bình thường đó, nó hết duyên và không còn làm bạn nữa. Tính Sơn là vậy nha, chơi là chơi, không chơi là không chơi. Sơn không có để dây mơ rễ má mà trong đây, tại vì bạn có chuyện của bạn, Sơn có chuyện của Sơn, Sơn có cái công việc ăn việc làm. Mà mọi người nghĩ đi, nhiều khi cái YouTube, ủa nhiều khi cái Facebook của bạn mà post lên á, bạn để gông luôn á, mà những người là gọi là bạn của bạn, những người gọi là bạn bè của bạn mà họ chẳng buồn like cho bạn một like, like cho bạn một like thôi mà bà họ không có thời gian nữa, thì mình chơi với họ làm gì? Cái cuộc sống của họ, để họ sống đi, mắc gì mình phải khe họ làm gì nữa mọi người, mình đâu có thời gian đâu. Nên là cái chuyện ở đời á, mình nói cho mọi người để hiểu á, là nhiều khi cái tính của Sơn quá thẳng, quá dở, cái thẳng nó dở làm mất lòng mọi người. Sự thật thì mất lòng, thuốc đắng thì giả thật ha. Và nhiều có bạn phiên mình á, Vi á, phiên mình á, là phến phến để theo người ta. Tại sao mình phải phến phến gì mọi người? Mình ăn nhậu gì trong đây? Ồ, nếu mà mình phến với bạn, mình ra triệu đô, hay là ra 100 triệu, hay ra tiền á, là mình phến phến. Ồ, bạn sao rồi bạn? Hôm nay bạn khỏe không? Ê, bạn. Ồ, mình chiều liền. Ôi, bạn sao vậy? Bạn cần mình giúp đỡ gì không? Mình làm liền.
Còn tại sao mình phến phến? Mình đang tìm bạn mà mình đang tìm chất lượng, mình không là tìm số lượng. Bạn đến với mình là bạn cần cái gì ở mình, chứ mình á, mình cũng cần bạn, mình cũng có cần có người chơi, mình cũng cần học hỏi từ bạn. Nhưng mình không thể phến phến được bạn ơi, mình không thể phến phến được. Có thể là mình có thể tập sửa mình để mình không thẳng ngay thẳng nữa, mình không thể là mình thế này thế kia thế nọ nữa, mình sẽ tập sửa mình. Nhưng mà cái bản tánh rồi mọi người, khi mà mình chơi bạn mình phải hiểu mỗi người là mỗi nét, mỗi người là mỗi vẻ, nên cũng đừng bắt ai giống ai á. Mình không bắt bạn giống mình mà mình cũng chẳng bắt bạn mình giống mình. Có nhiều khi mình đi vô cái chỗ sai đó, mình bắt bạn giống mình và mình bạn lại bắt mình giống bạn thì nó không đụng nhau. Thì chúng ta phải thay đổi để mà hợp với nhau. Nếu mà chúng ta không thay đổi, không bớt bớt lại thì sẽ không làm bạn được lâu, mình đảm bảo điều đó luôn. Thì những cái này là chuyện ở đời, mình muốn chia sẻ với mọi người, đúng không? Còn chơi với nhau còn duyên, còn không còn chơi với nhau nữa là thôi, chuyện đó bình thường. Nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, chuyện ai nấy lo, không ai chơi với ai nữa cũng không sao hết trơn mọi người. Thì xưa mình cũng chơi mình nên mà, mình rất thích bạn, mình hết rất thích đến nhà bạn, mình rất thích chơi với bạn. Nhưng mà không được bạn này thì net net in light bạn khác, đúng không? Có nhiều khi á, mấy bạn nó không chơi với Sơn nữa rồi, cũng không cầm bàn tới Sơn nữa, mọi người tìm người khác chơi, thiếu gì bạn chơi, đúng không? À, nói ra để hiểu nhau thôi, chứ nói ra không phải là dạng soi mói chê chăm chọc thế này thế kia nọ. Sơn cũng có cái ngu của Sơn, Sơn vẫn có cái dở của Sơn, Sơn vẫn còn cái dốt của Sơn, Sơn vẫn có cái cứng đầu của Sơn, Sơn cứng gió những cái cố chấp của Sơn. Thì bản chất của Sơn nó là như vậy. Nếu mà bạn đã chơi với mình, bạn biết tính tình mình, thì bạn có thể thông cảm không? À, bạn có thể thông cảm mình không? Còn nếu mà mình nói ra mà bạn giận, bạn hờn thì bạn dẹp bạn đi. Mình không bao giờ mình chọn những cái từ mà mình là đứa nói thẳng, nói thật vô cái vấn đề lắm. Còn mà để mà kêu mình lựa từ để mà nói á, thì không bao giờ mình lựa từ. Cảm ơn mọi người nha, nhắc nhở mình để lựa từ. Chơi bạn là chơi chất mà, mình không bàn số lượng đâu, mình bàn chất lượng. Nên là mình tìm chất lượng, nên là mấy bạn đừng có yên tâm là đừng có kêu mình mà phải nói nhỏ nhẹ thế này thế kia thế nọ. Nếu mà nói mà để dạng mà ra lời á, có lợi ích cho mình á, thì mình sẽ nói rất là nhẹ nhàng, mình sẽ nói rất là nhỏ nhẹ, và mình sẽ nói tránh bạn phải bị đau lòng, và mình sẽ nói theo những cái gì mà bạn muốn nha. Tại vì sao? Mình có lợi nên mình sẽ làm. Còn khi mà bạn chơi chất với nhau á, thì mình sẽ nói thẳng nói thật thôi à. Và vô vấn đề nữa mình cũng nói thẳng nói thật để là mọi người làm có lợi cho mọi người, chứ không hoàn toàn không có lợi cho Sơn nha. Nếu mà có lợi cho Sơn thì Sơn năn nỉ làm giùm em đi chị, làm giùm em đi em, làm giùm em đi á anh, làm giùm em đi á mọi người á, ủng hộ em đi ha. Là Sơn sẽ nói cái cách đó đó. Nhưng mà khi không có lợi rồi á, Sơn chơi với bạn Sơn rất là thoải mái. Mình nói ra mà sợ bạn buồn, sợ bạn giận thì thôi, mình đắp chiếu đắp mền ngủ mọi người ơi, nghỉ khỏe ha. Đây là chuyện ở đời, trong vấn đề mà làm YouTube hay là chuyện ở đời mà mọi người gặp phải, nó không phải là vấn đề YouTube hay là nó là bất kể các ngành nghề nào á, thì mọi người cho Sơn cái nhận xét đi, mọi người cho Sơn cái comment đi, là bản chất của quân Sơn gì, là thật thà thẳng thắn, thường thua thiệt, lọc lừa lạng lách lại lên lương, đúng không? Có một câu nữa, nước quá trong thì không có cá, người quá xét nét sẽ không có bạn bè đâu. Thì mọi người có một chị nói với mình là nước có không có cá thì mình bắt cá bỏ vô, nó trong quá không có cá thì mình bắt cá bỏ vô. Còn bây giờ mình cảm thấy là nước trong mà không có cá, đúng không? Mình làm sao mà để cho con cá nó tự vô mọi người? Con cá nó tự vô đó là chuyện của mình. Nên cái chuyện hôm nay là chuyện ở đời, mình muốn nói lên để mà mọi người, ai đâu đó đã có duyên gặp mình, ai đâu đó đã có duyên hết chơi với mình, ai đâu đó là sau này sẽ là bạn mình, thì hy vọng mọi người hiểu cho tính cách của Sơn, nghe hiểu thông cảm bạn của mình là như thế nào, góp ý để nó tốt hơn. Thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe hết video của Sơn, và xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Là tại sao cảm ơn? Có lợi nè. Bạn bè, cô dì, chú bác hãy coi subscribe cho kênh của Sơn có tiền ha. Để Sơn có tiền, có nhiều người biết đến Sơn nữa ha mọi người. Đây là có tiền nè, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, nhiều thiệt nhiều luôn. Thương mọi người, cưng mọi người, đúng không? Còn
bạn đúng chất, chê thẳng đi, chê đúng Sơn đi, xin cảm ơn rất là nhiều. Chê vô mặt nó nói sao, nó nói sai, chê thẳng đi. Còn những cái người mà không phải bạn, cảm ơn cô dì chú bác đã dành thời gian theo hỏi video của con, cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn chân thành, cảm ơn từ tận đáy lòng của con. Mọi người nhớ ủng hộ con nha, subscribe cho con rất là nhiều. Còn bạn hả, chửi thẳng vô mặt mình đi nha bạn. Bạn là người bạn của mình, bạn hãy nói lên cho mình biết là mình cần thay đổi gì, đúng chưa? Là tại sao mình phải thay đổi như vậy? Mình nói để mà Sơn hiểu, Sơn thông cảm. Thì cho tiếp, nói thẳng vô cái vấn đề của Sơn đang gặp phải. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn. Cảm ơn mọi người lắng nghe từ đầu đến cuối cái video. Hẹn gặp lại mọi người trong video tối. Chào tạm biệt mọi người. Rảnh nói chuyện ở đời nữa nha mọi người. Chuyện ở đời, chuyện của bản thân Sơn, chuyện ở đời. Cảm ơn mọi người. Chuyện ở đời không có sự hơn thua, không có sự so đánh, những gì bới móc soi mói gì trơn. Nhưng mà chuyện ở đời của Sơn, cái cách xử lý của Sơn, cái bản cách của Sơn là cái luật Sơn quy định cho cái bản thân của mình, chơi bạn chọn bạn. Đó, chuyện ở đời. Cảm ơn mọi người nha. Hẹn gặp lại trong video tới và chúc mọi người luôn vui vẻ, sức khỏe, sống bình an ha. Bye bye. Adios. Bye bye.